Hitachi sử dụng đá một tấc, điện áp 100V, 670W, 7A, 12.000 vòng trên phút nha anh em. Tay máy đầy đủ ha, anh em xem. Rồi, dây nguồn dài khoảng 3 m, test chức năng anh em xem công tắc phía đuôi nha anh em. Mã số 4 con này có thứ tự luôn nha anh em. Buông ra thắng liền anh em. Mã số 4 giá 450.000 đồng anh em, có thắng từ ha. Đó, ok chưa? Anh em nào muốn an toàn sử dụng nhanh chóng có thể xem xét con này. Thắng từ anh em tắt công tắc là thắng lên liền rất là an toàn anh em. Kho nhiệt Watt HG1100 Power by Distyle. Điện áp 100V, 11A, 1050W. Ok chưa? Rồi, thì cái đầu này anh em bình thường mình thấy mấy cái máy khò nó có cái ống cái ở phần ngoài này thôi, nó tròn thôi, sao cái này nó chụm lại nữa, không biết để làm gì. Anh em trong nghề anh em nghiên cứu cho mình hoặc cho mình thêm thông tin về cái vấn đề này ha. Đó. Công tắc thì nó nằm đây nha anh em. Một mặt ha. 0 1 2. Đó. Dây nguồn dài khoảng 3 mét, tới chức năng em xem anh em. Mức số 1, đây mình đang test mức số 1 ha. Cực kỳ im. Khá là nóng nha anh em. Mức số 2. Mức 2 là rất là nóng nha anh em, cẩn thận sử dụng. Cái này khò chắc chảy ống nước luôn anh em ơi. Đây là đang sử dụng đang cần một con máy để khò nhiệt uống ống nước hay là làm gì đó. Về vấn đề về bên khò thì mình có một cây này cũng rất là ngon anh em, rất là đẹp luôn nha, ngoại hình liền lạc rất là ok luôn. Thì công tắc của nó có hai cấp 1 và 2, nhẹ và mạnh đó. Còn ống này dính liền luôn nha anh em. Ui nóng quá. Rồi con này mã số 35, mã số 35 giá 300.000 đồng nha anh em, chính hãng nguyên bản nha. Một con máy bắn dít mini này, mã số 36 nha anh em ha, máy bắn dít mini. Thì con này công suất của nó là nhỏ gọn nhẹ, cụ thể là chỉ có 25W thôi, thì dành cho anh em bắn những cái mạch điện nhỏ nhỏ thôi nha anh em, mạch điện tháo lắp gì đó nhỏ nhỏ thôi, chứ không thể là nó bường giống như mấy con máy công suất mà mấy trăm watt được nha. Mình báo rõ cho anh em nắm, mỗi một máy nó có một cái nhiệm vụ, cái công việc của nó làm khác nhau nha. Cho anh em muốn lắp mũi em kéo lên, bỏ mũi vào buông ra lại gà lại nha anh em. Ha, đơn giản thôi, cái này máy bắn dít thôi, có đảo chiều đầy đủ ha. Rồi tới trước cho anh em xem mấy con này thì anh em mà đem đi lợp to là thua nha anh em, báo rõ cho anh em nắm ha. Còn đi bắn mạch điện, tháo lắp mạch điện này nhỏ đồ ha, sửa điện tử rồi ok, tại vì nó rất là chậm. Ok anh em, thì rất là an toàn, nhẹ nhàng ha, có đảo chiều đầy đủ. Bắn con này dòng tua nó chậm anh em ơi, con này bắn từ từ vô ok nè. Thay vì mình lấy dít mình dặn thì mình lấy cái này bắn lẹ hơn, hợp lý đúng không anh em? Hợp lý. Đồ điện lạnh, điện tử rồi đó anh em, nhiều ốc quá lấy cái máy bắn lẹ hơn nhiều, đảo chiều nha. Rồi con này thì 36, mã số 36 giá 150.000 anh em, 150.000 đồng ha. Mà con này là hàng của Nhật Bản anh em, của Nhật Bản luôn nha, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật luôn á. Ok anh em thích mẫu này lên mình mã 36 giá 150.000, quá trời rẻ. Rồi anh em là thích bắn nó hơi mạnh hơn chút xíu nè, có nghĩa là bường hơn ha, mạnh hơn, công suất lớn hơn. Này mã số 37 anh em, 37 con này đến từ thương hiệu Hitachi. Điện áp 100V, 125W, 1.5A, từ 0 đến 2.000 vòng trên phút nha. Con này thì mạnh hơn chút, dùng để tháo lắp đồ công việc trong gia đình ok. Này làm trong gia đình thì khỏi nói anh em ơi, rất là nhanh gọn luôn ha, tốc độ lẹ đảo chiều đầy đủ. Con này thì đầu nhôm có búa cấp trượt đầy đủ rồi nè. Dây nguồn này dài khoảng 5 m ha. Rồi tới chức năng anh em xem. Dây ghim theo máy luôn anh em. Dây của Hitachi luôn nè. Ghim nguyên bản. Anh em mà đang có nhu cầu sử dụng máy bắn dít tại gia đình của mình đó, để treo tường hay là treo tranh ảnh nè, tháo lắp kệ rồi đó, anh em nào xài mà hay mà chế cháo kệ rồi này nọ đồ, sáng tạo ra mấy cái món ở trong gia đình tự làm á, thì anh em nghiên cứu máy này được, nó rẻ nữa. Con này mã số 37 ha, có búa mà tuy là nó nhỏ gọn nhẹ mà nó vẫn có búa nè, cấp trượt đầy đủ, tháo lắp mũi thì nhanh gọn lẹ. Ok, tới chức năng anh em xem, có đảo chiều đầy đủ nha anh em. Nên bấm chậm thì nhẹ nè, bấm mạnh thì nhanh ha. Điều đốc cò, bấm chậm thì nhẹ, bấm mạnh thì nhanh, đảo chiều. Điều đốc cò hai bên là đủ nha anh em. Máy móc cực kỳ êm ái luôn anh em ha. Máy chạy rất là êm luôn. Đó, thì con này thì nâng cấp hơn con hồi nãy chút xíu. Con này mã 37, dây nguồn dài 5 m nha anh em, rất là ok luôn á. Dây ghim máy thằng Hitachi luôn á. Anh em mà mua về thì sử dụng gia đình thì biết chừng nào nó mới hư nè. Đấy. Combo đấy. Bó dây nguồn không hết giá trị. Tem mác đầy đủ, chính hãng nguyên bản, Hitachi sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật nha anh em. Đầu có búa cấp trượt đầy đủ ha. Con này anh em mua về ok nè. Mã 37, giá là 400.000 đồng nha. 37 ha, giá 400. Rất là tuyệt luôn anh em, tuyệt là vời luôn nha. Máy ghim nguyên bản, dây dài ha, đảo chiều có 4 cấp trượt đầy đủ, tháo lắp mũi nhanh. Xứng đáng. 37. Đây, mẫu Boss BST 52A, sử dụng lưỡi 52 ly, điện áp 100V 270W, sản xuất và lắp ráp tại Switzerland, Thụy Sĩ anh em. Nè, Switzerland anh em. Rồi ok. Ngoại hình đây. Con này thì nó không có đỡ lưỡi nha anh em. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ test chức năng cho em xem ha. Dây nguồn nó dài khoảng 3 m. Cơ cấu hoạt động của con máy này thì khỏi phải nói em ơi, dàn cơ rất là bền bỉ luôn anh em. Trâu bò ha. Nếu anh em thích mẫu Makita thì anh em có thể xem mẫu hồi nãy. Ok. Còn anh em thích mẫu Boss thì mẫu Boss này vẫn ok. Cam kết em 100% là hàng nội địa Nhật ha. Sản xuất lắp ráp tại đâu mình báo gọi cho anh em nắm hết. Thì con này là sản xuất tại Thụy Sĩ anh em, nhập của nước Nhật ha, thương hiệu Boss. Ok chưa? Chính hãng nguyên bản. Đó, em thích mẫu nào lấy mẫu đó. Con này mã số 28. 28 thì giá vẫn 300.000 đồng anh em. Khi anh em mua máy thì mình vẫn tặng lưỡi cho anh em thôi. Ok ha, mình thích mẫu nào mình chơi mẫu đó thôi. Hitachi đế nhôm luôn anh em ha. Có đỡ lưỡi đầy đủ luôn, có căng ke đầy đủ luôn anh em, có điều tóc luôn, có nắp bảo vệ luôn, full option cho anh em sử dụng luôn nha. Đế nhôm nha anh em, sạch sẽ sáng bóng ha. Tem mác đầy đủ của hãng Hitachi. Có cái lục giác cho anh em tháo lắp lưỡi luôn nè. Điện áp 100V, 380W, 4A từ 0 đến 3.000 vòng trên phút. Của hãng Hitachi sản xuất lắp ráp dùng từ Nhật. Con này còn rất mới, rất đẹp anh em. Ok. Mã số 30. Rồi, có hệ thống điều tốc tại đây. Dây nguồn dài khoảng 3 m, dây ghim theo máy luôn anh em. Nguyên bản luôn ha. Các chức năng anh em xem. Anh em có thể điều tốc cò, bấm chậm nhẹ nè, bấm mạnh nhanh. Rồi. Trong cái đó anh em phải chỉnh thêm nữa. Đó gọi là điều tốc anh em. Cơ chế điều tốc ha. Còn cái lúc giác này thì để anh em tháo lắp lưỡi thôi. Nó nằm dưới đây nè. Ok. Con này thì rất là đẹp luôn anh em. Đế nhôm, điều tóc, đỡ lửa đầy đủ, tem mát ok. Mã số 30, con này giá 400.000 đồng anh em. Ok, mã số 30 giá 400.000 đồng. Rồi tiếp tục anh em sẽ là mẫu trâu bò nha anh em. Mã số 31 cưa lọng đến từ thương hiệu Makita. Anh em nhìn ở ngoài nó biết là nó thuộc dạng trâu bò nha anh em ha. Đây logo Makita đây anh em. Điện áp 100V 400W 3100 vòng trên phút nha anh em. Con này thì thôi bao trâu. Chia sẻ với anh em là phần đầu máy, thân máy là nhôm nha anh em ha. Còn cái đế này thì nó bằng inox ha. Quá trời đã luôn. Còn cái tay cầm này thì bằng nhựa anh em, cho anh em cách điện an toàn anh em sử dụng thôi. Thật ra thì mấy cái máy này nó là có tiêu chuẩn an toàn, anh em không cần lo ha. Đây vì nguồn gin theo máy luôn, dây Makita luôn. Không biết có anh em nào thắc mắc về cái kẹp này không ta? Có ai thắc mắc gì trong cái cụm dây điện nó có cái kẹp này không? Nếu anh em nào thắc mắc thì để lại bình luận phía dưới thì mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em ha. Còn anh em đã biết rồi thôi bỏ qua. Rồi dây gin, dây của logo của Makita luôn. Trâu bò lì lợm, anh em nghiên cứu con này. Nếu anh em cần một con máy sử dụng trong công việc có cường độ cao, làm liên tục, trâu bò, nói chung là càng trâu càng tốt, thì anh em nghiên cứu con này. Bao anh em luôn, bao trâu, nhìn cái xác nó là biết rồi. Nặng lắm anh em, rất là chắc tay ha. Rồi, này mã số 31 anh em của Makita, mình test chức năng anh em xem nè. Trên cơ bản là hàng toàn bộ hàng gin nguyên bản hết, từ chi tiết cộng dây điện, tay cầm, con ốc, cái đế, cái kẹp lưỡi, tất cả mọi thứ đều gin nguyên bản hết nha anh em ha. Chỉ có cái này là mình dán vô thôi, chứ toàn bộ của nó là đồ gin hết, từ Nhật sản xuất, lắp ráp trong tại Nhật cũng lắp. Đây rồi bây giờ test chức năng anh em xem nè. Bao trâu anh em. Con này chắc lọng sắt luôn anh em ơi, chứ mà mạnh dữ lắm, mạnh. Bao anh em xài trâu chó thoải mái luôn. Này con này xài cỡ 5-7 năm có hết, than tháo than giờ đem vô tiếp. Tại cơ chế của nó, cái phần thân máy nó bằng nhôm, nó tỏ giãn nhiệt rất là tốt anh em ha. Đó, mình xài trong cường độ cao cũng ok được. Mát trâu mã số 31 này giá 400.000 đồng nha anh em. Rồi nó sôi này. Ok thì con này điện áp 100V, công suất của nó khoảng là 400W 450W nha anh em. 30.000 đồng trên phút nha. Test chức năng anh em xem. Công tắc nó nằm ở đây ha. Điện áp 100V khoảng 400W 30.000 đồng trên phút ha. Phay máy sôi nha nè, con này là phay khoảng 6 ly 3 ha, mà mã số là 16 này giá 350.000 đồng nha anh em. 350.000 đồng. Con này của hãng Osman nha anh em. Điện áp 100V 180W 13.000 vòng trên phút. Để em rung vuông công tắc nằm trên đây. Tới trước anh em xem. Hai cái kẹp dây nhám vẫn còn anh em, đầy đủ nè. Anh em mua về là kẹp dây nhám vô là sử dụng thôi. Chưa ghim điện anh em ơi, nên ghim điện cái. nhám gung ha. Đó. Phía cao su nó vẫn còn anh em. Con này mã số 8, giá 250.000 đồng anh em. Cưa kiếm con này giá 100V 300W nha anh em. Của hãng Electrica ha. Nội địa Nhật. Cái chức năng anh em xem. Cưa kiếm này nó là một cái phiên bản cưa lọng mà phóng bự lên anh em. Không có gì khó nha anh em. Đây. Khi anh em gắn lưỡi vào có con lục giác thôi nè. Đi chơi cưa lọng đó, anh em gắn lưỡi vào rồi siết lục giác là xong. Khi anh em mua máy mình nhận tặng cái lưỡi cho anh em sử dụng luôn nha. Cơ cấu hoạt động nó vẫn là sọc giống như cưa lọng thôi, nhưng mà con này nó bự hơn, cái lưỡi nó to hơn nha anh em. Ok, con này mã số 24 giá 380.000 anh em. 24 giá 380.000 tặng lưỡi cho anh em sử dụng nha. Con này 25 của hãng Black Anchor anh em. Đây. Con này công suất mạnh hơn. 400W, điện áp 100V. Từ 0 đến 4.600 vòng trên phút. Dây nguồn con này dài khoảng 3,5 m nha anh em. 3,5 m ha. Test cho anh em xem. Thì cơ cấu của nó vẫn là sọc thôi anh em. Đây nè. Cái này lắp lưỡi kính, là cái chốt lưỡi nằm ở bên phía trong, anh em gài vô cái là xong rồi ha. Đó, ok chưa? Mình test máy cho anh em xem trước rồi chút xíu mình gắn lưỡi vô mình test thêm lần nữa. Công suất nó rất là mạnh nha anh em. Mình kiếm cái lưỡi mình gắn vô cho anh em xem. Đây, cơ cấu với khóa lưỡi nó nằm đây nha anh em. Ở trong đó nó có một cái gờ y chang này luôn, em bỏ vô gà lên là xong. Gắn cho em xem. Nó như có cái ngàm á nè. Em bỏ này nó lọc vô cái ngàm này. Gà lên là xong rồi đó nè. Mình test lại cho anh em xem nào. Nó bấm chậm thì nhẹ. Nó mạnh thì nhanh. Con này anh em cắt cây tỉa cành thì 1 phút 30 giây lụm anh em. Khi anh em muốn tháo lưỡi em nhấn vào nút màu đen này. Ở bên đây á, bên mặt này á, nút màu đen, bên đây thì trống để anh em xem cái ngàm này. Nhấn vào, đặt xuống, tháo ra. Auto lock anh em, tháo lắp lưỡi nhanh ha. Rồi, con này thì khi anh em mua lưỡi, mua máy mình sẽ tặng lưỡi với gin cho anh em luôn nha. Lưỡi là lưỡi xịn Mỹ anh em. Black Anchor là thương hiệu của Mỹ ha. Mã số 25, con này giá 400.000 đồng anh em. Mua máy tặng lưỡi cho anh em sử dụng luôn. Các cây tỉa cành be bờ thì cái con này tốc độ lắm anh em ơi, đưa vô là rét rét lụm. Sử dụng điện áp 100V 4.8A 460W 16.000 vòng trên phút anh em. Thổi cái hơi của nó ra từ cái đầu này anh em, là chiều dài nó kéo cái hơi ra tới 2,7 m, thông số có ghi đầy đủ. Ok, hút đầu này anh em, hút hơi đầu này, thổi hơi đầu này, rồi test anh em xem. Cực kỳ mạnh mẽ. 13 con này giá 350.000 đồng. Tiếp tục ra một con mã của Hitachi nữa anh em. Này mã số 14 ha. Của Hitachi luôn. Tương tự. Điện áp 100V 335W 3.5A 13.000 vòng trên phút. Con này thổi 2,3 m ha. Ok. 2,3 m nè. Con này rất mới anh em. Đầu ốc mấy con này còn nguyên ha. Con nào có lỡ bể thì mình báo cho anh em là bể, còn mấy con này còn nguyên hết, đầy đủ hết. Anh em xem cái cạnh mình gài cái nắp cái ống vô bình thường. Đây cũng vậy anh em. Ok hết ha. Rồi, dây zin của Hitachi luôn rồi. Ok chưa? Rồi, tới chức năng anh em xem. Thổi lá, thổi bụi, thổi cây, thổi nước, rửa xe nói này anh em thổi cũng được ha. Ok, sạch sẽ, sáng bóng, mã số 14, 350.000 đồng luôn các em. Đó là mẫu cắt gỗ Makita nha anh em nha, lưỡi zin Makita hai máy luôn. Đây anh em xem, dây zin luôn nha anh em, toàn bộ zin nguyên bản. Điện áp 100V, 430W, 4.5A, 3.100 vòng trên phút của Makita, sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật Bản nha anh em. Tới chức năng anh em xem ha, lưỡi của con này là lưỡi 140 nha anh em ha, anh em lưu ý lưỡi 140. Ok, máy móc hoạt động im ắng nhẹ nhàng. Mâm thì từ chỉnh độ cao, từ chỉnh độ nghiêng từ 15 đến 35 độ nha, tới 4 từ 15 đến 45 độ ha. Còn bình thường anh em để bình thường nó là 0 độ nha anh em. 0 độ, 5 độ, 10 độ, 15, 20, 25, 30, 45. Đó, ok chưa? Còn tài chính độ năm sau thì nằm ở phía sau này. Rồi. Này mã số 18 nha anh em. Lưỡi mã số 18 là cái lưỡi của nó lưỡi 140 mm. Có nghĩa là 1/4 nữa nha anh em. Còn con này giá của nó là 400.000 đồng. Lưỡi Makita lưỡi zin thoải mái. Đây. Vẫn là của Makita nhưng mà cái lưỡi của con này là nó 165 nha anh em. Lưỡi này lưỡi hợp kim nha. Ha, đế nhôm, lưỡi hợp kim. Nghiêng từ 0 đến 45 độ. Rồi mã số 19 nha anh em. Điện áp 100V, 11A, 1050W. 5.500 vòng trên phút của hãng Makita. Các chức năng em xem. Lưỡi hợp kim 165. Con này có thắng tự luôn nha anh em. Có thắng tự thì nó an toàn cho anh em sử dụng hơn. Mã con này là mã số 19 nha anh em. Dây nguồn dài khoảng 3 m, 19 giá 450.000 đồng nha anh em. 19 giá 450.000 đồng ha. Con này là 450.000 đồng. Tiếp tục con này là của hãng Hitachi anh em. Lưỡi theo máy của nó lưỡi Hikoki của tập đoàn Hitachi. Con này thì dây nguồn dài khoảng 5 m. Điện áo 100V, lưỡi 165, 1150W. Này còn rất là mới anh em. Đế nhôm ha. Đây em xem. Vẫn là nghiêng 15, 30, 45 độ anh em. Giờ mắt lẻ vẫn có thể tùy chỉnh được ha. Có đèn chở sáng luôn. Lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim zin của Hikoki anh em. Hikoki với Hitachi cũng là một anh em ơi. Rồi ok, mã số 21. Đây, tới chức năng anh em xem. Con này dây nguồn khá là dài ha. Có khởi động mềm của thắng từ luôn nha anh em. Ok, tắt đèn LED, mở LED. Đế nhôm sạch sẽ, sáng bóng. Lưỡi zin theo máy, lưỡi hợp kim luôn. Công suất 1150W rất là mạnh nha anh em. Lưỡi theo máy là lưỡi 165 nha. 165mm là 1/65 á, 1/6 á. Đây lưỡi hợp kim zin theo máy này. Lưỡi hợp kim cắt gỗ ngọt lắm nha anh em. Anh em nào trong nhà thì quá gạnh nó ha. Với nhôm sạch sẽ sáng bóng. Con này mã số 21 anh em. Mã số 21 giá 600.000 đồng. 21 giá 600. 20. Mã số 20 thì lưỡi con này là 180. Lưỡi 180 là hợp kim luôn anh em. Ha, vẫn là đế nhôm. Đó. Thì công suất của nó là 1140W nè, điện áp 100V, 12A, 5.000 vòng trên phút. Lưỡi sử dụng của nó là 180 và 190 luôn. Mình sẽ test chức năng cho anh em xem. Đế nhôm nghiêng từ 0 đến 45 độ anh em. Em muốn nghiêng lẻ 5 độ, 10 độ vẫn được ha. Đó. Còn chỉ chỉnh độ sâu phía sau này. Con này có đèn chở sáng luôn nha anh em, đèn chở sáng màu vàng nha. Tới chức năng anh em xem. Có thắng từ. Đời cao, có thắng từ, đế nhôm ha. Có đèn chợ sáng đầy đủ. Chính hãng nguyên bản của Hikoki. Sau khi anh em, chính hãng nguyên bản của Hitachi, tập đoàn Hitachi Koki anh em. Mã số 20 con này giá 550.000 đồng anh em. 550.000 đồng ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những con khoan nhỏ gọn đa năng cho anh em dễ dàng sử dụng. Đầu tiên sẽ là một mẫu Makita, con này mã số 39 nha anh em. Đầu nó là đầu 6,5 ly nha anh em. Con này điện áp 100V, 2.4A, 230W, 4.500 vòng trên phút anh em, nhỏ gọn nhẹ. Dành cho anh em khoan đồ nhỏ nhỏ, tiểu ly ha, khoan nhôm. Đó, nhỏ gọn nhẹ, rất là nhẹ anh em. Anh em khoan đồ nhỏ mà khoan liên tục anh em thấy cái này cũng ok lắm nè. Rồi bây giờ mình test chức năng anh em xem nha. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không nhạc kia điện. Con này chỉ có một chức năng là khoan sắt, khoan gỗ thôi nha anh em, không có khoan tường nha. Đầu cực kỳ chuẩn luôn anh em, toàn bộ hàng Makita chính hãng, cực kỳ chuẩn luôn ha. Con này mã 39 anh em, 39 như con này là giá là 200.000 đồng anh em ha, của Makita nha, giá 200. Máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, không đặt dây điện, rất là ok luôn anh em. 41 này quán Hitachi anh em, này có đảo chiều đầy đủ nè, có chuyển chức năng khoan thường và khoan búa luôn nè anh em. Tàu của nó đầu 10 ly nha, Hitachi. Điện áp 100V, 390W, 4.1A, 2.000 vòng trên phút anh em. Có đề tóc, có đảo chiều, có chức năng khoan búa khoan thường với nguồn dài khoảng 3m. Có điều tóc luôn anh em. Đảo chiều đủ ha, ra vào, chức năng khoan thường, chỉ chức năng khoan thường trước nha anh em. Chức năng khoan búa ha, hai chức năng khoan thường và khoan búa, đảo chiều, diều tóc, đầu 10 ly. Con này mã số 41 giá 300.000 đồng anh em. Con này khoảng Toshiba ha, đầu 10 ly anh em. Điện áp 100V, 4.4A, từ 0 đến 2.600 vòng trên phút, 420W. Con này sản xuất lắp ráp tại Mỹ anh em, Made in USA nha. Có chức năng khoan búa nè, khoan thường nè, đảo chiều nè, nhiều tóc cò ha, có cây lục giác này cho anh em tháo luôn. Vì nguồn dài khoảng 3m, test chức năng anh em xem. Có điều tóc cò anh em bấm chậm thì nhẹ, bấm mạnh thì nhanh ha. Chuyển qua đảo chiều nha anh em. Điều tóc cò ra vô nhẹ nhàng êm ái, đảo chiều đầy đủ. Rồi chỉ chức năng khoan búa cho anh em xem, khoan thường, khoan búa, hai chức năng khoan thường và khoan búa, đảo chiều đầy đủ, điều tốc đầy đủ anh em. Đầu 10 ly Made in USA ha. Con này giá 42 giá 350.000 đồng anh em. 43 con này của Makita nha anh em, 430W, đầu 10 ly, điện áp 100V, từ 0 đến 2.700 vòng trên phút, 4.5A. Con này đầu 10 ly nha anh em. Logo Makita đây. Đó, con này có điều tóc dưới đây luôn nha anh em. Con này đầu khoan cực kỳ chuẩn luôn anh em. Hai chức năng khoan thường và khoan búa. Test trước anh xem. Đây chức năng khoan búa nha, chức năng khoan thường, hai chức năng khoan búa khoan thường, có điều tốc, đầu 10 ly, chính hãng nguyên bản của Makita luôn nha anh em. Rồi ok, này mã 43 giá 350.000 đồng nha anh em. 44 mẫu này thì bị mất tem rồi nha anh em. Công suất của nó tầm khoảng 450W, điện 110V anh em, tàu 13 ly, đảo chiều về đốc đầy đủ. Anh em nào cần con máy mà chủ yếu là chức năng thôi mà không cần tem mát thì anh em nghiên cứu con này. Cây vô nhà máy đầu này, đầu to 13 ly anh em, có hai chức năng khoan búa và khoan thường nè, test cho anh em xem. Nó khoan thường ha. Hai chức năng khoan búa và khoan thường, đảo chiều về tóc là đủ nha anh em. Đầu 13 ly đầu to em đi nè, sử dụng ha. Con này thì công suất khoảng 450W nha anh em. Điện 110V ha, đầu 13 ly. Con này mã số 44, giá 350.000 đồng nha anh em. Đây là mẫu Hitachi nữa, nhưng mẫu này là chuyên khoan sắt, khoan gỗ nha anh em. Ha, anh em nào đợt trước kiếm dòng chuyên khoan sắt, khoan gỗ thì ở đây có mình có con cây nè, nó hai tóc 1 và 2 ha. Quảng Hitachi sản xuất lắp ráp dùng tại Nhật nha. Cơ cấu chuyển đổi của nó là khi anh em muốn khoan sắt thì anh em ở phía bên đây ha, khoan gỗ anh em dặn ngược về bên đây ha, khoan sắt khoan gỗ và chuyển qua sang khoan bê tông này anh em ha. Là có hai cấp luôn, tàu cũng cực kỳ chuẩn luôn nha anh em, đầu ghiên của Hitachi luôn nè, em xem logo ha. Thông số điện áp 100V 460W 4.8A 1002 tốc. Tốc thứ nhất là 1050 vòng trên phút, tốc thứ hai là 1800 vòng trên phút anh em. Đầu 16 ly nha, đầu to chà bá luôn. Đầu ghiên của Hitachi luôn anh em. Ra vô nhẹ nhàng êm ái. Rất là ok anh em. Rồi, test chức năng anh em xem. Đi ghiên theo máy của Hitachi luôn. Nguyên bản. Sẽ chuyển sang cái rồi cái cơ cấu này nó như thế nào, rồi nhấn vào cái này là chuyển qua ha. Này bước 1 anh em, tới chức năng khoan bê tông nha, em chuyển qua chức năng khoan thường cho anh em xem. Dặn cái đầu này nè, rồi qua chức năng khoan thường. Hai tóc 1 và 2 ha. Anh em nào đang cần một con chuyên khoan gỗ anh em nghiên cứu con này cũng ok nè. Rồi về bước 2 cho anh em đẩy vào đây, ngang nhà của nó là sẽ chuyển qua thôi, nhanh hơn anh em. Mức 2 nó rất là nhanh ha. Mẫu này thì chuyên dụng, phần thân máy trên của nó bằng nhôm nha anh em. Giãn nhiệt rất là tốt luôn, ok luôn anh em. Hàng nguyên bản nguyên zin luôn nha. Đó, anh em thích mẫu này lên cho mình mẫu 46, con này giá 600.000 đồng nha anh em. Chuyên dụng, hầu cực kỳ êm ái luôn nha anh em. Ok, chính hãng nguyên bản 46 giá 600.000 đồng. Đầu tiên sẽ là mẫu 47 anh em. Mẫu 47 này của hãng Bosch ha, với nguồn dài khoảng 5 mét. Con này là 2-22E, điện áp của nó 100V 500W 5.3A anh em. Made in Germany, Đức nhập Nhật ha. Germany. Đây, đây mát đầy đủ nha anh em. Mình test chức năng anh em xem nha. Dây nguồn dài 5 m. Giữ mũi cực kỳ chắc chắn nha anh em ha. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng khoan thường anh em xem. Chức năng khoan bê tông chuyển từ này cái khóa này xuống nè anh em. Anh em lưu ý thì tất cả các máy khoan bê tông đều có điểm cò hết. Anh em bấm nhẹ thì chậm, bấm mạnh thì nhanh, mạnh nha anh em. Hai chức năng tháo lớp mũi nhẹ nhàng nhanh chóng, chính hãng Boss Đức Ngọc Nhật, thì giá 100V, mã 47, con này giá 500.000 đồng anh em. Tiếp theo 48, mẫu này đẹp hơn, mới hơn, điện áo 100V 500W 5.3A, tương tự con này là 2/22F nha anh em. Tem bụng mắt anh Việt Mani vẫn là đầu gà nhanh gọn. Cái chức năng giữ mũi anh em xem, cơ cấu giữ mũi nó cực kỳ chắc chắn, anh em khỏi lo. Dây nguồn dài 5m đây anh em, dây nguồn dài nữa. Cái chức năng anh em xem, chức năng khoan thường, chức năng khoan bê tông. Chức năng khoan thường thì nó không có búa này nè, nó im hơn. Chức năng khoan bê tông thì nó có búa. Rồi ok, tháo lớp mũi nhẹ nhàng nhanh chóng. Mã 48, con này giá 600.000 đồng nha anh em. Nha. Vẫn có tem bụng mắt in Việt Nam này đầy đủ ha, chính hãng nguyên bản. Điện áp 100V 500W 5.3A, mắt in Việt Nam này, con này thì là 2/20S nha anh em. Ha. 2/20S. Em xem ngoại hình. Ok chưa? Chính hãng của Boss Đức nha anh em. Dây nguồn dài trung bình là 5m, dây khoan bê tông là dài 5m hết nha anh em. Cơ cấu giữ mũi cực kỳ chắc chắn cho anh em cứ yên tâm sử dụng. Rồi, chức năng khoan thường, chức năng khoan bê tông, chức năng khoan thường, nhanh chóng gọn gàng dễ dàng thao tác tháo lắp. Con này là mã 49 nha anh em, con này mã 49 giá 700.000 đồng anh em, rất mới rất đẹp nha, chính hãng nguyên bản luôn nha anh em, Boss Đức Ngọc Nhật ha. Ok, tháo lắp mũi nhẹ nhàng nhanh chóng, mã 49 giá 700.000 đồng. Năm mươi, đẹp hơn nữa, mới hơn nữa, điện áp 100V 500W 5.3A, mắt in Việt Mini, con này thì 2/22E nha nè, tem mát 3 mặt nha, 1 mặt, 2 mặt, 3 mặt. Ok, còn tem hướng dẫn sử dụng như này luôn nha nè. Ok, rất là mới, rất đẹp, dây nguồn dài 5m. Test cơ cấu giữ mũi anh em xem nha. Giờ đúng ngàm của nó là giữ cực kỳ chắc chắn luôn nha anh em, không có sợ mà đang sử dụng mình xúc mũi rồi đâu ha. Boss bên mình là Boss xịn hết, toàn bộ mình bao anh em về cái vụ xúc mũi luôn á. Thì tốc cò em bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh, mình rất là ok luôn anh em, tem mát 3 mặt luôn nha. Rồi chức năng khoan bê tông nè, anh em nhớ là khi mà anh em chuyển chức năng đó, anh em đừng có chuyển giữa giữa nha. Đó, em chuyển hết quay luôn, rồi hết quay đây luôn. Ok, vậy sẽ tốt hơn, cơ cấu của nó sẽ rất là tốt hơn nhiều. Tiếng búa cực kỳ lực luôn anh em ha. Khi anh em muốn khoan bê tông thì anh em chuyển chức năng này, anh em muốn khoan thường thì anh em chuyển chức năng này, rất là ok, còn rất là mới luôn anh em, là hầu như là nguyên bản luôn anh em ơi, nguyên bản. Nguyên bản chính hãng của Boss Đức Ngọc Nhật 100%, bao anh em. Rồi, thích mẫu này thì mặn này mã số 50 nha anh em. 50 này giá 800.000 đồng. Đẹp, mới, tem mát full, mua về sử dụng ok. Siêu tầm cũng được, trưng bày cũng rất là tốt luôn. Đây là hàng Boss Đức, sản xuất tại Đức, nhập qua nước Nhật anh em. Đẳng cấp nó phải khác với Boss Đức lắp ráp tại Trung Quốc chứ, đúng không? Rồi ok, mã số 50 giá 800. Boss Hammer kìa. Ok chưa anh em? Những khoan chính hãng ha. Điện áp 100V, 5.9A, 620W. Con này công suất nó mạnh hơn nha anh em. Vẫn có đảo chiều đầy đủ. 2 chức năng khoan thường dọc 20 tông. Mình gắn mũi vô, có tay cầm ghiên theo máy cho anh em luôn ha. Tay cầm cực kỳ chắc chắn, rất là dày anh em. Ok. Đồ ghiên thì lúc nào cũng dày dặn, nó chắc chắn không đồ lô anh em. Giữ mũi cực kỳ chắc chắn nha. Thì chúng ta sẽ test chức năng khoan thường. Giống như con nãy thì khoan thường nó là hướng này anh em, nó có hình cái mũi khoan nè. Khoan thường. Còn hình mũi khoan với cái búa là khoan búa, khoan bê tông nha anh em. Ok, đảo chiều. Điều tốc nhẹ nhàng cái máy. Đảo chiều đầy đủ. Cực kỳ êm luôn nha anh em. Chuyển qua chức năng khoan bê tông nè. Nhanh, gọn gàng, êm ái, tháo lắp mũi nhẹ nhàng nhanh chóng, đảo chiều đầy đủ, công suất lớn, có tay cầm hỗ trợ ghi theo máy luôn. Này mã số 51 anh em, mã 51 con này là giá của nó là 900.000 đồng anh em. Có đảo chiều đầy đủ hết, tất cả mọi thứ mua gì là sử dụng thôi. Ok. Rồi, anh em xem màn hình. Rồi, mới hơn con nãy này nè. Đây là những mẫu Đức sản xuất mà có đảo chiều, những cái dòng này rất là hiếm anh em. GBH2-22SGE có đảo chiều luôn. Made in Germany, điện áp 100V, 500W, 5.3A. Điện áp 100V. Rất ok anh em. Tem mát 3 mặt nha. Tem cảnh báo nè, có đầy đủ luôn nè, tay cầm ghi theo máy luôn. Rồi. Còn cái này thì anh em dặn lỏng nha, anh muốn xây gì nào anh em xây. Đó, còn mình thì giải xuôi cho nó dễ cầm, dễ quay cho anh em dễ coi. Boss Đức. Sản xuất lắp ráp ở Đức. Phải gà cho nó đúng vào cái khớp của nó mới xuống được anh em. Khi mà nó đúng khớp rồi thì giữ cực kỳ chắc chắn luôn. Dây nguồn dài 5m nha anh em. Dễ dàng anh em sử dụng ha. Khoan gà nè anh em. Đảo chiều khoan vô. Có đảo chiều, đây là chức năng khoan bê tông nha anh em. Chuyển cái chức năng khoan thường test anh em xem. Điều tốc cò, con này im lắm anh em ơi. Cực kỳ êm luôn ha. Đây là chức năng khoan thường nha, chuyển qua chức năng khoan bê tông nè. Cái này cái búa này đã không? Rất là ngon luôn. Anh em là đang có nhu cầu mua một con khoan bê tông sử dụng ở nhà, bền, xịn, anh em nghiên cứu con này. Sản xuất tại Đức nha anh em. Nhắc lại một lần nữa, sản xuất lắp ráp tại Đức, nhập qua Nhật ha. Đảo chiều đầy đủ, máy móc hoạt động êm ái nhẹ nhàng, chuyển chức năng gọn gàng, gãy gọn, đều tốc cò. Đảo chiều dây nguồn dài 5m. Gin chính hãng nguyên bản. Con này mã số 54 anh em. Con này giá 950.000 đồng anh em. 950.000 đồng. Theo. Con này thì đẹp hơn con nãy nữa. Tem nó nát hơn nãy nữa anh em. Vẫn Made in Germany, điện áp 100V. Ok. Đảo chiều đầy đủ, 500W, 5.3A. Tem mát hai bên nè, anh em xem ha. Hai bên tem mát còn rất là đẹp luôn anh em. Tem bụng vẫn còn đầy đủ ha. Đảo chiều, ok. Dây nguồn dài khoảng 5 mét đó chúng ta anh em xem. Nhẹ nhàng êm ái. Khoan vào anh em. Đảo chiều. Khoan ra. Đó là răng khoan bê tông, chuyển sang khoan thường test anh em xem. Điều chốt cò nó bấm chậm nó nhẹ. Bấm mạnh nó nhanh. Chuyển sang khoan bê tông. Cả hai chức năng khoan thường và khoan bê tông đều có điều tốc hết nha anh em. Ok luôn ha. Hai gạch 22 SGE, tháo lắp mũi nhẹ nhàng nhanh chóng. Chính hãng nguyên bản. Bosch Đức, gia công sản xuất tại Đức, nhập ở nước Nhật. Nguyên bản nguyên zin nha anh em. Mã số 55, con này giá 1 triệu chẳng nha anh em. Tem mát còn cực kỳ mới nha. Sáng bóng nha. GBH 2-2 SGE, có đảo chiều. Rồi, tay cầm zin theo máy luôn. Mã số 55 giá 1 triệu chẳng. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.